Thùy Tiên, gái út được Mr. Nawaz yêu chiều nhất, luôn bay vực được hưởng đặc quyền chưa từng có. Kể từ sau khi đăng quang Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn là nàng hậu nhận được nhiều sự ưu ái của chủ tịch Nawaz Israq Rizal. Ông nhiều lần bay vực khi có người không bằng lòng với việc đăng quang của Thùy Tiên và khẳng định rằng lựa chọn của ban tổ chức là vô cùng chuẩn xác. Chưa bao giờ hết tự hào về con gái út Thùy Tiên, Nawaz từng khoe với các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Miss Grand International 2022 rằng Thùy Tiên là người chăm chỉ làm việc và mang lại giá trị thương mại cao nhất lịch sử Miss Grand International. Ghi điểm với tính cách dễ gần cùng thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, Thùy Tiên không những được lòng người hâm mộ mà còn kiếm được cảm tình của chủ tịch cuộc thi. Cô coi chủ tịch như cha và mẹ nuôi của mình. Cô cũng là nàng hậu đầu tiên được mang vương miện 12 tỷ về nước thay vì vương miện phiên bản như các nàng hậu trước đó. Ngày thứ hai ở Bali trong khuôn khổ Miss Grand International 2022 đang diễn ra, người hâm mộ thích thú với những khoảnh khắc cưng như trứng của ngài Nawaz dành cho nàng hậu Việt. Theo đó, ông có loạt hành động hỗ trợ Thùy Tiên chỉnh lại tóc và ân cần dìu nàng hậu xuống sân khấu. Đây không phải là những hành động đầu tiên thể hiện sự coi trọng của ngài Nawaz, chủ tịch của cuộc thi. Ngài chủ tịch nổi tiếng là cưng chiều Thùy Tiên và trao cho nàng hậu những đặc quyền mà không phải hoa hậu nào cũng có được. Thùy Tiên đăng quang mang lại niềm tự hào to lớn trong nước nhưng cũng gây không ít tranh cãi với dư luận quốc tế. Thế nhưng ngài Nawaz không ngần ngại livestream để bênh vực và khẳng định Thùy Tiên hoàn toàn xứng đáng. Mr. Nawaz khẳng định, hầu hết các Miss Grand Việt Nam đều rất xinh đẹp nhưng tiếng Anh của họ khiến tôi lo lắng, có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Nhưng cô gái này, Thùy Tiên lại rất xinh đẹp và thông thạo tiếng Anh, luôn sẵn sàng làm việc. Cô ấy có thể không phải là người đẹp nhất, nhưng cô ấy đã nổi bật ngay từ ngày đầu tiên. Tôi đã phải thêm một câu hỏi trong đêm chung kết để làm rõ ai sẽ đăng quang và tôi chắc chắn rằng Việt Nam xứng đáng với điều đó. Trong suốt nhiệm kỳ, ông Nawaz luôn nhận xét nàng hậu sinh năm 1998 là một cô gái cực kỳ chuyên nghiệp, luôn đúng giờ và nỗ lực không ngừng. Điều đó càng khẳng định qua những hoạt động và doanh thu cực khủng mà Thùy Tiên đem lại cho tổ chức và cho cộng đồng. Được biết, Mr. Nawaz tiết lộ rằng Thùy Tiên đã mang về 2-3 triệu đô, khoảng từ 50 đến 70 tỷ đồng với những hợp đồng mà cô nhận được. Ngoài ra, chiến thắng của Thùy Tiên cũng giúp mọi người biết đến cuộc thi này nhiều hơn. Với sự thích thú và ngạc nhiên, chủ tịch Nawaz cho hay trong tương lai, thị trường Việt Nam rất được ông chú trọng và quan tâm. Không chỉ nhận được sự cưng chiều từ phía ông Nawaz, Thùy Tiên còn được phó chủ tịch Teresa khẳng định Thùy Tiên chưa một ngày nào làm bà thất vọng. Trong buổi họp báo chào mừng đoàn chủ tịch Miss Grand International và top 10 Miss Grand Thái Lan 2022 vào tháng 6, bà chia sẻ: "Tôi nghĩ các bạn đã thấy được một tấm gương rõ ràng là Nguyễn Thúc Thùy Tiên với vai trò hiện tại là đương kim Miss Grand International. Các bạn hãy nhìn vào cô ấy để học tập, làm những điều cô ấy đã làm và đã vượt qua để đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy. Các bạn hãy cố gắng để điều đó có thể trở thành hiện thực. Chỉ còn vài ngày nữa Thùy Tiên đã chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cô đã thành công mang hình ảnh con người Việt Nam vươn tới bạn bè quốc tế trong hành trình một năm đầy xứng đáng của mình." Thùy Tiên sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh, cao 1m7, số đo 3 vòng 82-61-91. Cô từng là sinh viên ngành ngữ văn Pháp khóa 2016, đã bảo lưu kết quả học tập. Năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Năm 2017, Thùy Tiên về nhì cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô vào top 5 và đoạt danh hiệu Người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại Miss International 2018, cô thể hiện khả năng tiếng Anh tốt, hòa đồng với các thí sinh nhưng không giành được thành tích nào.